Thưa quý vị, thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến cả thế giới bàng hoàng, đau xót khi thiệt hại về người và tài sản là quá lớn. Nhiều quốc gia đã có mặt tại hai quốc gia này, trong đó có lực lượng cứu hộ cứu nạn của Việt Nam để chung tay khắc phục. Nhiều người dân thắc mắc tại sao động đất gây thiệt hại lớn đến vậy, có thể dự báo được không? Và Việt Nam thì có nguy cơ hứng chịu động đất mạnh như vậy hay không? Để giải đáp về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời đến với trường quay ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông đó là ông đánh giá như thế nào về tính chất thảm họa của trận động đất đang xảy ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ạ? Có thể thấy là cái trận động đất vừa qua là cái độ lớn của nó là 7,8. Tức là đây là một trận động đất rất mạnh, có năng lượng rất là lớn. Thì đấy là cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là tại sao mà thiệt hại nhiều như vậy. Tiếp theo là chúng ta thấy là gì? Tức là cái trận động đất thì xảy ra ở cái khu vực mà đông dân cư. Thì khi mà một cái trận động đất mà xảy ra ở cái khu vực mà ngay cạnh đó là khu dân cư, thì cái khoảng cách giữa chấn tâm đến cái khu dân cư đó rất là ngắn. Và như vậy thì cái ảnh hưởng của trận động đất cũng rất lớn. Chúng ta nhìn tiếp một yếu tố nữa, đó là cái chấn tâm của cái trận động đất cũng chỉ là 18 cây số. Thì với những cái chấn tâm nông như vậy thì cái ảnh hưởng của cái trận động đất cũng rất là lớn. Thế nhìn qua vậy thì đây là một trận động đất mà về mặt tự nhiên thì là một trận động đất lớn. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy cái nguyên nhân chủ quan cũng rất quan trọng để cái thảm họa trận động đất cho đến hôm nay là đến 34.000 người đã thiệt mạng. Thì ngoài cái việc mà yếu tố trận động đất lớn thì chúng ta nhìn thấy những cái công trình mà xây dựng ở cái khu vực Thổ Nhĩ Kỳ thì rõ ràng là qua cái thống kê thì thấy 24.000 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng và sập. Cho nên nhìn qua những số liệu như vậy và những cái ngôi nhà, thậm chí là 12.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, chứng tỏ cái việc xây dựng đảm bảo cái kháng chấn cho cái khu vực này là rất là yếu. Một nguyên nhân nữa mà chúng ta nhìn thấy qua cái bài học này rất là thiết thực cho cái việc ứng phó là cái trận động đất xảy ra vào cái thời điểm 4 giờ sáng, khi mà người dân đang ngủ ở trong nhà, và như vậy cái việc thiệt hại nó sẽ tăng lên đáng kể so với cái việc nếu nó xảy ra ở những cái thời điểm khác. Tổng hợp lại thì chúng ta nhìn thấy là tất cả nguyên nhân trên cộng với cái ứng phó thảm họa khi động đất và sau khi động đất xảy ra cũng có những cái yếu kém, cho nên cái việc thiệt hại nó rất là lớn. Vâng ạ, như vậy nếu như một trận động đất xảy ra ở những nơi có mật độ dân cư đông đúc vào những khoảng thời gian mà khó có thể có được một cái biện pháp nào để chúng ta có thể di rời dân, ví dụ như là trong khoảng thời gian mà mọi người đang nghỉ ngơi, vậy thì hiện nay trên thế giới đã dự báo được động đất hay chưa, thưa tiến sĩ? Có thể thấy là cái việc nghiên cứu hoạt động động đất do ảnh hưởng của cái hoạt động động đất rất mạnh với kinh tế xã hội con người, nên các nhà khoa học đã rất quyết tâm để nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên thì cái kết quả nghiên cứu cho đến nay mà nói thì chúng ta đã làm được một cái bước tiến vượt bậc, chính là cái việc đánh giá được cái khu vực nào ở trên thế giới xảy ra những hoạt động động đất mạnh và cái trận động đất đấy nó lớn đến mức nào. Ví dụ ở cái khu vực mà xảy ra động đất Thổ Nhĩ Kỳ đấy thì hoàn toàn có thể dự báo là nó sẽ xảy ra cỡ khoảng 7, thậm chí là 7,8. Đấy, thế thì cái khu vực mà xảy ra động đất và cái tần suất hoạt động thì chúng ta có thể thực hiện cái việc dự báo được. Thì cái đấy cũng rất quan trọng cho cái việc xây dựng những ngôi nhà để kháng chấn. Tuy nhiên thì cái thời điểm xảy ra trận động đất chính xác là thời điểm nào thì hiện nay công nghệ cũng chưa thể dự báo được. Và như vậy là nó làm cho cái thiệt hại xảy ra rất là lớn. Vâng ạ, và thưa tiến sĩ, rõ ràng chúng ta thấy ở đây là mặc dù chúng ta chưa thể dự báo được cái thời điểm hay là cái độ lớn của một trận động đất, thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn đã có thể dự đoán được đâu là cái khu vực thường có cái hoạt động động đất. Vậy thì ở Việt Nam thì đâu là khu vực dễ xảy ra động đất và chúng ta có nguy cơ hứng chịu những cái trận động đất có độ lớn cao hay không ạ? Vâng, thì tôi muốn đính chính cái câu nói vừa rồi của bạn, tức là cái độ lớn của hoạt động động đất ở một khu vực, cái độ động đất cực đại vẫn có thể dự báo được. Và ở một khu vực chỉ có cái thời gian xảy ra chính xác là thời điểm nào thì khó. Còn đối với những cái trận động đất lớn chẳng hạn thì nó có thể xảy ra dư chấn. Và ngay sau những cái trận động đất lớn như vậy thì một loạt cái dư chấn là chúng ta có thể dự báo được. Và cái đấy cũng phục vụ rất thiết thực
cho cái việc cảnh báo cũng như là tìm kiếm cứu nạn. Thế quay trở lại Việt Nam thì rất may mắn là Việt Nam nằm ở cái khu vực mà cái hoạt động động đất không mạnh như ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc những cái nơi mà thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương như là Nhật Bản rồi Philippines rồi Indonesia. Chúng ta nằm trong động đất nội mạc. Và như vậy cái độ lớn của những trận động đất nó không mạnh như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thì cái hoạt động động đất của chúng ta cũng đã từng xảy ra trong lịch sử là những trận động đất 6,7, 6,8 ở khu vực Tây Bắc. Và ở trên lãnh thổ Việt Nam thì nói chung là cái hoạt động động đất ở mức độ trung bình, tức là từ 5 đến 6. Tức là những cái trận động đất như vậy vẫn có khả năng gây thiệt hại và chúng ta vẫn cần phải thực hiện những cái giải pháp phòng chống hiệu quả, phù hợp. Vâng ạ, vậy thì khi mà lịch sử chúng ta ghi nhận đã có những trận động đất thì thiệt hại của nó ra sao thưa ông? Thiệt hại ở những trận động đất đấy thì như tôi đã nói ở trên ấy, tức là nếu nó rơi vào khu vực dân cư thưa thớt hoặc không gần những thành phố lớn thì những cái thiệt hại của nó là nhỏ. Và những cái trận động đất của chúng ta thời điểm xảy ra ở khu vực Tây Bắc là hồi đó năm 1935 cũng như năm 1983 thì ở đấy xảy ra thiệt hại là ít. Nhưng tuy nhiên thì đến thời điểm này khi kinh tế xã hội phát triển và có những khu dân cư cũng như là những công trình đã được xây dựng thì cái việc thiệt hại chúng ta cần phải đánh giá lại. Dạ, vâng nếu ạ. Như có những trận động đất đó xảy ra. Vậy thì cái nhiệm vụ mà cảnh báo những cái trận động đất được thực hiện như thế nào và chúng ta làm thế nào để có thể cảnh báo tới người dân để có những cái biện pháp kịp thời ứng phó ạ, thưa tiến sĩ? Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì được giao cái nhiệm vụ là xây dựng một cái mạng trạm quan trắc động đất trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, và với những cái trận động đất từ 3,5 trở lên thì chúng ta có thể đưa ra thông tin về hoạt động động đất. Và trên cơ sở cái nghiên cứu cái hoạt động động đất như vậy thì chúng ta có thể đưa ra cái bản đồ nguy hiểm động đất của từng khu vực. Từng khu vực xảy ra cái hoạt động động đất như thế nào. Thì sau khi tổng kết những số liệu và xây dựng những chương trình nghiên cứu như vậy thì chúng ta có thể đưa ra cái mức độ hoạt động động đất. Từ đó thì các nhà quản lý, các nhà hoạch định xây dựng những công trình phù hợp với cái hoạt động động đất ở từng khu vực. Cho nên cái việc đấy rất quan trọng. Và cái hoạt động mà dự báo động đất cũng như là thông tin về động đất cũng đang được thực hiện thường xuyên từ Trung tâm Báo tin Động đất Cảnh báo Sóng thần của Viện Vật lý Địa cầu. Vâng ạ, vậy thì khi mà chúng ta đã có những cái dự báo như vậy rồi thì chúng ta sẽ phát đi những cái khuyến cáo hoặc là có những cái lời khuyên như thế nào đối với người dân để có thể ứng phó với động đất nếu như động đất xảy ra tại Việt Nam? Từ cái bài học của Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể thấy là thiên tai thì chúng ta phải rất là cẩn thận và phải lường trước được. Cho nên cái việc mà ứng phó với cái thiên tai thì chúng ta cần thực hiện đó là cập nhật thông tin thường xuyên, thực hiện theo cái phòng chống động đất của chính phủ, và người dân cũng nên cập nhật những thông tin như vậy. Cụ thể như là hàng năm thì phải rà soát lại cái công tác kháng chấn đối với từng khu vực, và nếu có cái sự thay đổi thì cơ quan chính quyền cũng như là địa phương cần phải phối hợp để tuyên truyền tốt cho người dân, và đặc biệt là rà soát lại cái công trình xây dựng. Vâng ạ, có thể nói rằng là cái kỹ năng phòng chống và ứng phó với thiên tai thảm họa của người dân là vô cùng quan trọng. Đối với động đất thì ông nghĩ rằng là và ông cho rằng là người dân thì cần phải nắm vững những cái kỹ năng như thế nào để có thể phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra? Như cái động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta xảy ra thì rõ ràng là người dân cần có những cái kỹ năng cơ bản về phòng chống động đất, chẳng hạn như những cái tình huống khi xảy ra động đất thì chúng ta phải làm gì, chẳng hạn như là phải đi ra khu đất trống, hoặc là đang ở trong nhà thì cần phải nằm dưới bàn hay vân vân. Thì tất cả những cái kỹ năng đấy thông thường thì theo chúng tôi là nên đưa vào chương trình học phổ thông để người dân có thể từ những em bé nắm bắt được những cái kiến thức như vậy. Những kỹ năng tiếp theo thì tôi nghĩ là giữa người địa phương và chính quyền cần phải phối hợp để đào tạo cho người dân. Chẳng hạn như cái khu vực mình đang ở thì nếu xây nhà thì mức kháng chấn là bao nhiêu, rồi tất cả những cái hướng dẫn như vậy, rồi cái kiểm tra của cơ quan chính quyền đối với những cái công trình xây dựng, đặc biệt là những nhà cao tầng, tôi nghĩ là cũng có nhiều ý nghĩa trong việc phòng chống động đất ở Việt Nam. Vâng ạ, và trong lịch sử thì ông có nhắc tới những trận động đất xảy ra ở Tây Bắc, và thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái địa bàn mà được mọi người quan tâm nhiều nhất đến những trận động đất là những cái khu vực như là Kon Tum, Tây Nguyên hay là Kon Plong. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những trận động đất này? Có thể thấy là trong những năm vừa qua, đặc biệt chục năm trở lại đây thì một số cái công trình thủy điện đã gây ra cái động đất kích thích, chẳng hạn như sông Chanh là cái hoạt động động đất từ năm 2012 cho đến nay vẫn có xảy ra hoạt động động đất, và vừa rồi thì có ở Kon Tum.
Thế thì chúng ta nhìn thấy là những trận động đất ở đây là những cái khu vực mà chúng ta dự báo là sẽ nhỏ hơn 5,5. Tức là những trận động đất này thì khó khả năng gây thiệt hại. Thì đó cũng là những cái may mắn cho chúng ta. Tuy nhiên thì cái việc quan trắc cũng như đánh giá cái nguy hiểm động đất và phân vùng cũng như là để phục vụ cho cái việc mà hoạt động an toàn đập thì chúng ta vẫn phải nghiên cứu để đánh giá lại. Và trong trường hợp có những cái đánh giá thay đổi so với trước đây thì cần phải thực hiện những cái giải pháp công trình phù hợp để đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân. Vâng ạ, cụ thể những giải pháp đó là gì ạ? Chẳng hạn như bây giờ việc quan trắc, khi thiết lập những mạng trạm quan trắc như vậy thì cái hoạt động tích nước nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động động đất. Và với cái hoạt động tích nước như vậy thì nghiên cứu cái quy luật xảy ra cái động đất thì chúng ta có thể điều chỉnh cho cái việc tích nước nó phù hợp hơn. Hoặc là khi mà chúng ta quan trắc được cái chuỗi động đất ở cái khu vực đó trong vòng vài năm thì chúng ta đưa ra cái giá trị động đất cực đại ở cái khu vực đấy một cách chính xác hơn so với cái sơ bộ như bây giờ. Và với cái số liệu động đất cực đại như vậy và với những cái thông số như vậy thì chúng ta rà soát lại xem là cái công trình đấy đã an toàn hay chưa. Nếu chưa an toàn thì chúng ta phải tiếp tục bổ sung những cái biện pháp để mà cho cái công trình đấy an toàn hơn. Vâng ạ, đó là ở phía công trình, ở phía những chuyên gia. Thế còn đối với người dân thì Viện Vật lý Địa cầu có những cái hướng dẫn như thế nào để người dân nắm chắc được những cái kỹ năng và ứng phó với động đất nếu có động đất xảy ra? Thì rõ ràng là vừa qua thì thực hiện cái yêu cầu của chính phủ thì Viện Hàn lâm Khoa Công nghệ Việt Nam cũng đã chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu. Thì chúng tôi tháng 10 vừa qua cũng đã thực hiện 4 năm cái cuộc tuyên truyền cho người dân và quản lý ở đó, kể cả là người dân cũng như là trẻ em biết những cái kỹ năng cơ bản về phòng chống động đất. Thì qua những cái cuộc hội thảo như vậy thì tôi nghĩ là cũng đã giúp ích cho người dân nắm được những cái như thế nào là động đất, những cái kiến thức cơ bản cũng như là những cái kỹ năng khi mà động đất xảy ra. Thì tôi nghĩ đấy là những công việc mà đã thực hiện được. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông và chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay và đưa cho quý vị khán giả rất là nhiều cái thông tin liên quan đến những cái trận động đất và những cái hậu quả đang xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và từ đó thì có những cái bài học tới Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn ông.